Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết 10 sự thật về thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử là một sản phẩm phổ biến dành cho những người muốn cai thuốc lá nhanh, hiệu quả mà vẫn sành điệu như khi còn đang hút thuốc lá thông thường. Vậy thuốc lá điện tử là gì và thuốc lá điện tử có những yếu tố lợi hại ra sao? Thuốc lá điện tử e-cigarette được sản xuất đầu tiên ở Trung Quốc và được giới thiệu vào thị trường Mỹ năm 2007. Nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử có hình thức rất dễ nhầm với thuốc lá điếu thông thường. Nhưng thực tế, tìm hiểu kỹ bạn sẽ thấy sự khác nhau cơ bản. Đây là sản phẩm không có lá thuốc lá. Thuốc lá điện tử thực chất là một loại thiết bị làm bay hơi thay vì đốt cháy lá thuốc lá. Thiết bị này đốt nóng chất lỏng sẽ biến thành hơi được hít vào. Tuy một số người lý luận rằng hơi từ thuốc lá điện tử không gây hại cho sức khỏe như thuốc lá truyền thống, song nhiều cơ quan quản lý và chuyên gia y tế không đảm bảo đúng là như vậy. Dưới đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 10 sự thật về thuốc lá điện tử. 1. Không cần châm thuốc. Nếu hút thuốc lá điện tử sẽ không bao giờ phải lo về chuyện đi xin lửa vì bạn không phải châm thuốc. Thuốc lá điện tử hoạt động nhờ bộ pin Niji. Mỗi điếu thuốc lá điện tử cũng có một buồng bay hơi và một ống đổ đầy chất lỏng. Khi rít điếu thuốc, bộ pin sẽ cấp điện cho thiết bị để đun nóng chất lỏng và làm nó bay hơi lên. Một số loại thuốc lá điện tử còn có đèn LED ở đầu phát ra ánh sáng màu đỏ hoặc các màu khác giống nhá như đầu thuốc lá thật, chỉ khác vì nó do không đốt cháy sợi thuốc lá nên chúng không có khói, không có khí CO và không mùi. Thứ mà mọi người dùng hít hít vào chính là hơi. 2. Chứa nicotine lỏng. Thuốc lá điện tử không có khói và không có lá thuốc lá, nhưng chúng có nicotine. Chất lỏng chứa trong điếu thuốc lá thường là hỗn hợp của chất nicotine, các chất tạo mùi như mùi kẹo cao su thổi bóng bóng hoặc mùi dưa hấu, polyen, ginkgo, dung môi và những phụ gia khác. Lượng nicotine tùy thuộc vào hỗn hợp của từng ống nicotine lỏng cụ thể lắp trong điếu thuốc. Một số sản phẩm chất lượng nicotine tương đương với thuốc lá là điều thông thường, trong khi một số khác hàm lượng gần giống với thuốc lá là điều nhẹ hoặc cực nhẹ. Cũng có loại ống chứa chất lỏng mùi thơm không có nicotine dành cho những người muốn trải nghiệm cảm giác hút thuốc mà không muốn bị tác hại của nó. 3. Thuốc độc hại. Thuốc, khói thuốc có chứa 7.000 hóa chất, trong đó có 69% chất được biết là tác nhân gây ra ung thư. Nhưng không chỉ thuốc lá thông thường mới có độc cho cơ thể, thuốc lá điện tử cũng vậy, cũng cùng với nhiều mối lo ngại về sức khỏe và an toàn, vấn đề chính là chất nicotine lỏng. Nicotine lỏng được chiết xuất từ lá cây thuốc lá, nhưng không giống như lá cây thuốc lá, nicotine lỏng có thể gây chết người. Chất này có thể gây hại khi hít vào, khi ăn hoặc hấp thu qua da, chỉ một điều nhỏ cũng nguy hiểm. Chưa đến một thìa canh nicotine lỏng của người, nhiều loại thuốc lá điện tử trên thị trường cũng đủ giết chết một người lớn và chỉ một thìa cà phê là đủ giết chết một trẻ em. Số cuộc gọi đến từ các trung tâm chống độc về nicotine lỏng thuốc lá điện tử đã tăng vọt ở Mỹ từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 2 năm 2014. Từ chỉ một cuộc gọi trên tháng tăng lên 215 cuộc gọi trên tháng, mức tăng từ 0,3 đến 41,7% tổng số cuộc gọi cấp cứu, từ 51,1% số vụ có liên quan đến tai nạn ngộ độc ở trẻ em dưới 5 tuổi, gần 42% số vụ là người lớn từ 20 tuổi trở lên. Một số nghiên cứu cho thấy không chỉ chất nicotine lỏng mới có gây nguy hiểm, nhiều loại thuốc lá điện tử cũng giải phóng ra kim loại trong khi sử dụng, ví dụ như thiếc cũng như chất không tinh khiết khác gây độc hại và gây ung thư. 4. Không kiểm soát được chất lượng. Mặc dù đã có mặt trên thị trường từ nhiều năm nay, song nhiều cơ quan quản lý, chuyên gia về y tế vẫn chưa biết chắc về mức độ an toàn thực sự của thuốc lá điện tử. 5. Thiếu sự quản lý. Cho mãi đến 2014, FDA mới đưa ra những quy định về thuốc lá điện tử, gen nicotine và thuốc lá tan cùng với một số sản phẩm thuốc lá khác mà trước đó chưa được quản lý. 6. Có thể sử dụng nhiều lần. Thuốc lá điện tử là thiết bị chạy bằng pin. Nếu nhớ thay pin thì có thể sử dụng lại nhiều lần. 7. Có thể ít tốn kém hơn so với thuốc lá.
18 được phép sử dụng ở một số điểm cấm hút thuốc lá. 9. Tạo ra khói thuốc thụ động, không chỉ người hút thuốc lá mới chịu ảnh hưởng của thuốc lá. Từ năm 1964 đến 2014 đã có khoảng 2,5 triệu người chết do tác động của khói thuốc tự động, thụ động, khói thuốc lá do người khác thở ra khi hút, bất chấp những tuyên bố rằng chúng là cách thay thế an toàn cho thuốc lá truyền thống. Thuốc lá điện tử có lẽ không giải quyết được hoàn toàn về vấn đề phơi nhiễm thụ động của nicotine. 10. Gây ung thư phổi. Người hút thuốc lá được biết là có nguy cơ bị ung thư, mà lớn nhất là nguy cơ ung thư phổi. Người nghiện thuốc có thể chẩn đoán hoặc chết do ung thư phổi gấp 10 năm đến 30 lần người không hút. Và hút thuốc là thủ phạm khoảng 90% các ung thư phổi. Nè, nó đang đọc thì cứ gọi. Người chết do tác động của khói thuốc tự động, thụ động, khói thuốc lá do người khác thở ra khi hút, bất chấp những tuyên bố rằng chúng là cách thay thế an toàn cho thuốc lá truyền thống. Thuốc lá điện tử có lẽ không giải quyết được hoàn toàn về vấn đề phơi nhiễm thụ động của nicotine. 10. Gây ung thư phổi. Người hút thuốc lá được biết là có nguy cơ bị ung thư, mà lớn nhất là nguy cơ ung thư phổi. Người nghiện thuốc có thể chẩn đoán hoặc chết do ung thư phổi gấp 10 năm đến 30 lần người không hút. Và hút thuốc là thủ phạm khoảng 90% các ung thư phổi. Nè, nó đang đọc thì cứ gọi. Các ung thư phổi. Nè, nó đang đọc thì cứ gọi.